Khánh Vy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Và ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Anh Đào sẽ là người đồng hành cùng với Khánh Vy. Xin chào MC Khánh Vy và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, và luật sư ơi, ngày hôm nay có một vấn đề mà Khánh Vy muốn trao đổi với luật sư rằng là thời gian gần đây thì tình trạng phạm tội khi mà say bia rượu hoặc trong tình trạng là ngáo đá diễn ra là khá phổ biến. Các đối tượng thường rơi vào tình trạng là không có tỉnh táo, cũng không có kiểm soát được hành vi của mình. Vậy khi mà phạm tội trong tình trạng say rượu bia thì các đối tượng có được giảm nhẹ tội hay là không? Và ngày hôm nay thì xin nhờ luật sư giải đáp nhé. Và với câu hỏi đầu tiên rằng là phạm tội khi say rượu bia hoặc chất kích thích thì sẽ xử lý như thế nào ạ? Theo điều 13 của Bộ luật hình sự hiện hành thì có quy định rõ ràng về cái việc mà chúng ta dùng chất kích thích rượu bia mà chúng ta vi phạm hoặc gây ra một cái sự việc gì đó thì chúng ta vẫn bị xử lý hình sự, và cũng có thể tùy theo cái mức độ vi phạm để chúng ta bị xử lý. Dạ, vậy thì khi mà rơi vào những cái trạng thái, tình trạng mà mình không có kiểm soát được hành vi của mình như trường hợp vừa rồi, thì tình tiết đó được tính là nhẹ hay là nặng được? Trong cái bộ luật hình sự hiện hành á, cái việc mà chúng ta có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, ví dụ như bây giờ anh tham gia giao thông đường bộ đi, mà chúng ta dùng chất kích thích, có rượu bia hoặc chúng ta có những cái chất gây nghiện hoặc gì đó mà chúng ta gây ra một cái tai nạn nghiêm trọng dẫn đến có những cái việc mà tử vong hoặc là gây ra chết người hoặc là gây ra cái việc thương tật như vậy thì chúng ta phải chịu trách nhiệm hình sự. Mức phạt thì đối với cái việc mà chúng ta sử dụng chất kích thích mà chúng ta gây ra cái việc mà tai nạn giao thông thì có thể phạt từ 3 năm đến 10 năm tùy vào cái mức độ mà chúng ta vi phạm và mức độ cái hành vi và cái hậu quả chúng ta gây ra là như thế nào. Dạ, vậy phạm tội khi mà sử dụng rượu bia, ngáo đá là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự hay không ạ? Đúng rồi. Cái việc mà hồi nãy tôi có chia sẻ, cái việc mà chúng ta sử dụng chất kích thích thì tùy vào cái mức độ vi phạm của chúng ta để chúng ta có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ. Đúng rồi, ví dụ như chúng ta tham gia giao thông mà chúng ta vượt quá cái nồng độ cồn quy định thì ngoài việc chúng ta bị xử phạt hành vi hành chính, còn chúng ta còn có những cái hình phạt bổ sung. Còn ở đây nếu như chúng ta dùng chất kích thích, ví dụ như vừa rồi có những cái tài xế đó, chúng ta dùng chất gây nghiện hoặc là ma túy hoặc là chúng ta sử dụng những cái chất kích thích mà chúng ta trong quá trình tham gia giao thông thì chúng ta sẽ tùy vào trường hợp để chúng ta xử lý. Dạ. Như vậy thì phải tùy vào cái mức độ nặng nhẹ đúng cũng rồi. Như là trường hợp mà diễn ra như thế nào đúng không? Rồi, đúng rồi, tùy vào cái từng cái hành vi mà họ bị vi phạm thì để cơ quan chức năng có cái cơ sở để xử lý. Luật sư có nói về những cái tình tiết mà có thể tăng nặng lên, vậy thì có trường hợp nào mà được giảm nhẹ không ạ? Trong cái quy định của pháp luật hình sự á thì cái việc mà chúng ta giảm nhẹ khi mà chúng ta vi phạm á thì nó liên quan tới cái việc mà chúng ta khắc phục hậu quả như thế nào. Giống như việc mà chúng ta gây ra một cái lỗi đó và chúng ta có cái bồi thường hoặc ví dụ như trong quá trình tham gia giao thông đi thì chúng ta có cái việc rằng là chúng ta gây ra cái việc mà làm cho một người đó chúng ta sử dụng chất kích thích là một tình tiết tăng nặng. Khi tham gia giao thông mà chúng ta dùng chất kích thích để dẫn tới một cái hậu quả làm cho người khác tử vong, gây ra một cái tai nạn nghiêm trọng như vậy thì chúng ta đã có cái tình tiết tăng nặng. Còn trong quá trình mà cơ quan xử lý điều tra khởi tố đưa ra cái việc mà khởi tố chúng ta thì chúng ta có những cái biện pháp khắc phục, tức là bồi thường cho nạn nhân hoặc là chúng ta có hỗ trợ lo tan chay hoặc là hỗ trợ bồi thường cho nạn nhân, chăm sóc gia đình nạn nhân hoặc là chúng ta khắc phục bằng hình thức dân sự. Thì đó là một trong những cái tình tiết để chúng ta được tòa án xem xét để giảm được cái tội nhẹ cho chúng ta. Dạ. Và câu hỏi tiếp theo, dạ, vấn đề năng lực trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc là khả năng điều khiển do hành vi rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì được quy định ra sao ạ? Bộ luật hình sự bây giờ đã quy định rất rõ, trong trường hợp mà anh không có mất năng lực hành vi dân sự mà anh chỉ trong là trạng thái rằng anh sử dụng chất kích thích để anh gây ra một cái tai nạn như vậy thì anh phải chịu trách nhiệm hình sự.
Dạ, như Khánh Vy có chia sẻ từ lúc đầu rằng là hiện nay thì xảy ra rất là nhiều những câu chuyện đau lòng khác, không chỉ dừng lại việc mà mình tham gia giao thông đúng không ạ, mà còn rất là nhiều những khía cạnh trong cuộc sống nữa. Vậy thì luật sư có những lời khuyên nào để gửi đến quý vị khán giả không ạ? Thì thật ra bây giờ cũng là cái văn hóa của chúng ta thường thì sẽ dùng những cái rượu hoặc bia để chúng ta có trong những cái cuộc vui. Theo mình đó rằng là khi mình dùng chất kích thích rồi thì điều thứ nhất là chúng ta không tham gia giao thông. Bởi vì ngay cả cái luật giao thông bây giờ, việc mà xử phạt, ngay cả chúng ta đi xe máy hoặc đi lái xe ô tô thì cái việc mà xử phạt của chúng ta khi vi phạm nồng độ cồn nó cũng rất là nhiều. Nó phạt hành chính, phạt tiền cũng rất là lớn chứ không phải là đơn giản như ngày xưa nữa. Và bây giờ khi mà dùng chất kích thích thì con người của chúng ta không còn bình tĩnh nữa. Đúng rồi, bây giờ chất kích thích nó vô con người chúng ta, nó làm cho chúng ta có những cái trạng thái khác nhau. Hưng phấn hoặc này kia, nó kích thích. Nên do đó tôi nghĩ rằng là ở trong một cái trạng thái nào đó, chúng ta phải luôn giữ cho cơ thể mình bình tĩnh. Cái cuộc vui nào thì chúng ta cũng nên hạn chế, vượt quá cái khả năng cơ thể của mình cho phép. Thì hoặc là ví dụ như khi mà chúng ta tham gia giao thông thì hiện nay cái việc mà có thể là chúng ta thuê tài xế để đưa về, nếu như chúng ta cảm thấy rằng chúng ta quá say, hoặc là chúng ta có thể đi cái phương tiện công cộng để về, để tránh những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra. Bởi vì thực ra thì hiện tại giao thông, cái việc mà vi phạm giao thông khi dùng chất kích thích hiện nay rất là nhiều. Dạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Đào ạ. Còn bây giờ, Khánh Vy và luật sư xin phép nói lời chào tạm biệt. Và nếu như quý vị có những thắc mắc, có những nội dung cần chúng tôi giải đáp, thì đừng ngần ngại hãy gọi điện thoại về số hotline của chương trình, đó chính là 0934 36 7565. Và chúng tôi sẽ giải đáp trong số phát sóng tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ, Khánh Vy cùng với luật sư Nguyễn Anh Đào xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.